Giá Bitcoin hôm nay ngày 23 tháng 8 vật lộn trước ngưỡng 50.000 đô. Xin chào các bạn đến với kênh cập nhật giá Bitcoin hôm nay. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui. Sau đây mời các bạn cùng cập nhật tin tức về thị trường Bitcoin. Nhận được nhiều kỳ vọng song tiền ảo giá trị và phổ biến nhất thế giới vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 50.000 USD. Trên sàn CoinGecko, lúc 6 giờ theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin đứng mức 49.400 USD một bit, gần như đi ngang so với hôm qua. Đợt tăng giá gần đây không phải là dấu hiệu của một bước nhảy vọt lớn. Tuy nhiên, nếu nhiều người mua lao vào để đẩy giá lên trên mức 50.000 USD, thì một đợt tăng giá điên cuồng có thể xảy ra, mục tiêu giá trung hạn có thể là 55.000 USD. Quan sát diễn biến thị trường có thể thấy sức mua Bitcoin tăng mạnh sau thông tin ngân hàng Wells Fargo đã đăng ký một quỹ Bitcoin tư nhân với các cơ quan quản lý của Mỹ. Bitcoin là tiền ảo có biến động lớn về giá. Gần đây tiền mã hóa này đã phục hồi sau khi được giao dịch quanh mức 30.000 đến 40.000 USD trong suốt nhiều tuần. Trước đó, Bitcoin, nó lao dốc từ mức kỷ lục gần 65.000 hồi giữa tháng 4 năm 2021. Vào năm 2017 đến 2018, Bitcoin cũng có một đợt lao dốc khủng khiếp từ mức gần 20.000 USD về 3.800 USD. Hiếu PC chỉ thẳng mặt FHINE, Bitcoin ZHI là lừa đảo, lùa gà, cảnh báo người chơi có thể mất tài sản và nhiều hệ lụy khác. Hiếu PC cũng mong muốn các công ty sử dụng blockchain tại Việt Nam sẽ củng cố bảo mật, tránh việc bị hack. Nhiều người dân tại các nền kinh tế mới nổi đang sử dụng các nền tảng P2 Food làm cơ sở giao dịch chính, thường là do họ không thể tiếp cận vào các sàn giao dịch tập trung. Ngoài ra, họ còn tìm đến thị trường tiền ảo như một nơi để bảo vệ các khoản tiền tiết kiệm khi đồng nội tệ bị mất giá, cũng như để gửi và nhận kiều hối hoặc thực hiện giao dịch kinh doanh. Khi thông tin này được công bố, Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC cũng có một số chia sẻ về thị trường tiền điện tử và blockchain tại Việt Nam. Cụ thể, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Hiếu PC cho biết khá ngạc nhiên khi thấy Việt Nam đứng đầu danh sách cho China Analysis công bố. Quyền chọn nhị phân hay binary option là một công cụ tài chính với cách thức đầu tư là dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của một loại tài sản trong một thời gian nhất định. Khác với các hình thức đầu tư tài chính khác, giao dịch quyền chọn nhị phân rất đơn giản và hoàn toàn phù hợp với cả những nhà đầu tư mới. Chỉ bằng cách đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm của một loại tài sản, nếu dự đoán của bạn chính xác, bạn sẽ được tiền, nếu dự đoán sai, bạn sẽ mất tiền. Quyền chọn nhị phân khác các loại quyền chọn tiêu chuẩn ở chỗ chúng không cung cấp khả năng nắm giữ vị thế đối với tài sản cơ sở. Quyền chọn nhị phân thường chỉ định mức chi trả tối đa cố định, trong khi rủi ro tối đa được giới hạn ở số tiền đầu tư vào quyền chọn. Sự thay đổi giá trị của tài sản cơ sở không ảnh hưởng đến mức chi trả nhận được hoặc rủi ro phát sinh. Mong rằng những nền tảng uy tín sử dụng blockchain đang hiện hành tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh như Axie Infinity, C98, Hosu, Tomo, Kaziachen. Ngoài ra, mình cũng hy vọng các nền tảng này sẽ củng cố bảo mật để không bị hack. Dạo này có nhiều vụ hack lên đến hàng trăm triệu USD, kinh quá. Hiếu PC chia sẻ mong muốn về nền tảng blockchain tại Việt Nam. Ngoài ra, trong bài viết của mình, Hiếu PC cũng để lại bình luận về một số các loại hình lừa đảo đa cấp nhị phân. Nên để ý và tránh xa các loại hình lừa đảo đa cấp nhị phân, lợi nhuận cao, và mấy cái nào có chữ X như FHINE, BONE gì đấy, hay có chữ ZHI đằng sau tên miền như Bitcoin ZHI, đã Bitcoin mà ZHI, bó tay, thường đa phần là lùa gà, lừa đảo và hậu quả là nhà mất tài sản và nhiều hệ lụy khác, Hiếu PC bình luận thêm. Trong thời gian qua, các sàn tiền ảo như FHINE hay Bitcoin ZHI nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Việt Nam, thậm chí nhiều thành viên còn tự nhận mình là các chuyên gia đọc lệnh, kẻ nắm giữ bí quyết tài chính. Tuy nhiên, phần lớn các sàn tiền ảo này đều hoạt động theo hình thức kinh doanh đa cấp trái phép. Trong phạm vi pháp luật, hiện nay, Việt Nam chưa công nhận các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng mới được cấp phép trong hoạt động giao dịch ngoại hối. Các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng không được cấp phép. Cơ quan công an khuyến cáo việc người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối trái phép sẽ rơi vào bẫy của các đối tượng giới thiệu là các sàn ngoại hối ở nước ngoài, nhưng thực tế là do các đối tượng thiết lập ra các sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.
Sau đây mời các bạn theo dõi thêm một số tin tức khác về Bitcoin và thị trường crypto khác nhé.